Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với mỗi tuần một vấn đề. Kính thưa quý vị, tuần tới thì chúng tôi sẽ có mặt tại Đà Nẵng để tường trình trực tiếp cái cuốn đi của Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam, cũng giống như là hội nghị APEC. Little Sài Gòn TV chúng tôi có hai người, tôi và camera David Trần sẽ có mặt tại Đà Nẵng cũng giống như tại Hà Nội. Và hy vọng tất cả những tin tức gì liên quan đến hội nghị APEC và chuyến viếng thăm của Tổng thống Donald Trump chúng tôi sẽ gửi về và tường trình hàng ngày đến với quý vị. Hy vọng là quý vị theo dõi chúng tôi trên kênh 18.9 cùng với Little Sài Gòn TV. Và trở lại phần cuối của chương trình hôm nay thì cảm ơn luật sư Lân cũng giống như anh Donald Trump đã giúp đỡ chúng tôi. Và có thể nói rằng cái sự hiểu biết và trao đổi của quý vị dựa vào những tất cả những cái thông tin, dựa vào tất cả những cái diễn biến và cái điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải trung thực để đưa ra tất cả những diễn biến. Thì lẽ dĩ nhiên tương lai nó chuyển biến nó đi như thế nào, trái phải trước sau gì thì đó là cái sự kiện, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng đừng nên sử dụng những cái dự kiện này mà đi đến những cái sự kiện mà không chính xác là cái điều đó. Cố gắng quý vị làm sao đừng để chúng ta phải gấp phải nhiều lần như vậy. Trở lại một trong những cái sự kiện mà hôm nay có quý vị ở đây thì chúng tôi cũng muốn quý vị chia sẻ, đó là vấn đề cải tổ thuế, gọi là tax reform. Đến bây giờ thì sáng nay này, hôm ngay lúc mà chúng tôi nói chuyện với quý vị ở đây thì là trên Washington DC Hạ viện đã đưa ra một cái frame mới về gọi là cải tổ thuế. Thì theo như anh Donald Trump với luật sư nghĩ rằng cái game hôm nay liệu Tổng thống Donald Trump có thắng được không? Vì trong những cái game trước như là Medicare cũng không có thích, cũng không có giành được thắng lợi, bức tường cũng không giành được thắng lợi. Thì đến bây giờ sau khi Hạ viện đã cân, nghĩa là đưa ra cái budget cho năm 2010 tới được chuẩn chi, thì quý vị nghĩ vấn đề cải tổ thuế có được đạt thành quả như ý của Tổng thống Donald Trump không thưa quý vị? Thưa anh Đoàn Trọng cùng luật sư Lân, là tôi nghĩ rằng là cái tax reform này nó sẽ pass, mà không những người ta predict rằng là sẽ có khoảng 2-3 người trong đảng Dân Chủ sẽ vote cho cái tax reform này. Đó là người ta tính đoán thôi, tất nhiên là bây giờ chưa biết. Vâng. Thì bây giờ nó phải vote Hạ viện trước, xong rồi lên Thượng viện xem có sửa gì nữa hay không. Thì một trong những cái, có một vài cái điểm chính mà chúng ta cần nêu lên, đó là tax reform, tức là cải tổ thuế, thì cải tổ như thế nào. Thì khi mình nhìn cái vấn đề mà cái cải tổ thuế này, mình phải nhìn thì cái mục đích là cái gì. Thì cái vụ cải tổ thuế này mục đích là, tuy là ngoài cái marketing, tức là quảng cáo thì nói là cắt tận middle class, nhưng mà cái package này á, nó gọi là pro growth, tức là để tăng trưởng, và thứ hai nữa là để cho create jobs, có nhiều công việc, có nhiều công việc làm. Thì dựa vào đâu mà người ta có thể nói trong cái phần đó? Thì khi mà tức là cái đó là cái mục đích, tức là pro grow và có job, thì eventually thì người ta đem tiền về nhiều, cái wage, tức là người ta sẽ có nhiều tiền lên. Đó là cái chính. Thì bây giờ người ta có nhiều người đảng Dân Chủ chống lại cái bill này, nói là ông thời ông Bush rồi thời ông bao nhiêu người nói cái vụ này từ lâu rồi, mà tại nó đâu có work đâu. Đó là tại vì nó không có thật sự cải tổ thuế, và vậy nó không có work. Chứ thực sự ra cải tổ thuế này đến từ thời ông John F. Kennedy, tức là một người tổng thống cho đảng Dân Chủ, nhưng mà khó làm được tại vì có những cái special interest group nó affect. Thành ra nhìn cái package này, dĩ nhiên để cho mà được pass cái luật này thì dĩ nhiên là ông Donald Trump phải compromise rất là nhiều. Nhưng mà chính của ông á, là phải cắt cái corporate tax xuống còn 20% thôi. Ông hồi trước là nói ông muốn 15, nhưng mà người ta bỏ cắt 25. 25 cũng không có cạnh tranh được, tại vì nó tính ra những cái nước ở trên thế giới á, là corporate tax là chỉ có 20 thôi. Thành ra mình không thể 25 sao mà compete với những nước khác. Thì lý do đó tại sao nó có con số 20. Có 20 là để cho cái mình, nước Mỹ compete được mấy nước khác, để nó mới grow được, mới create tăng trưởng được, yeah. Tăng trưởng được. Thành ra cái chính của ông Donald Trump là 20. Thì khi mà cất như vậy thì tiền đâu mà hấp ở đó? Bởi lý do đó tại sao phải pass cái budget trước khi làm tax reform. Phải biết mình chi ra bao nhiêu đã, thì mới biết cái revenue thu vô là bao nhiêu, phải cạn thuế bao nhiêu, để còn lại bao nhiêu thì nó mới. Bởi vậy lý do cái budget nó phải pass trước. Lần trước mình có nói là như vậy. Thành ra nó phải có một cái tắc pass cái đó. Thì bây giờ nó hai phần, nhưng mà đa số cãi nhau bây giờ là cái phần mà bên personal, tức là bên tắc về cá nhân,
ảnh hưởng middle class, cái đó là marketing thôi. Nhưng mà cái chính không thể sửa được là corporate tax. Mà nếu anh là, đó là có corporate C corporation, còn những nếu anh là S corporation partnership hay là sole partnership là xuống còn 25, nhưng phải 20. Thành ra trong cái thời Donald Trump này thì những người nào mà làm small business là rất là có lợi. Vâng. Tại vì anh cắt thuế, mà ông Donald Trump ông nghĩ rằng là công ăn việc làm được tạo ra bởi những cái small business. Thành ra lý do đó là nó bên về business là quan trọng, còn bên personal bây giờ anh muốn làm gì thì làm, đó là ông Donald Trump không cãi, ông chỉ muốn là cái chuyện đó để ông pro-grow với lại job. Thế thì thưa luật sư Lân, bao nhiêu người cứ tiếp tục họ nói rằng cái vấn đề cải tổ thuế này chỉ nhằm mục đích đưa phục vụ cho tiền cho những người giàu có mà thôi, còn những người middle class, những người nghèo cũng không được hưởng cái gì, mà ngược lại có thể nói rằng họ còn nai lưng ra nhiều hơn. Cái điều đó luật sư nghĩ sao? Thì phần điều đó phần đúng là vì cái hình tượng nó là như vậy. Nó không, vấn đề cải tổ thuế nó không có đơn giản như Donald Trump trình bày. Khi mà giảm thuế, điều đó có nghĩa rằng phải giữ nguyên cái frame hả? Thiếu hụt của nợ quốc gia, và giữ neutral revenue có nghĩa rằng phải cắt giảm cái chi tiêu. Mà cắt giảm chi tiêu là những người nghèo lãnh đủ, như là student loan, như là trợ cấp xã hội, trợ cấp y tế, trợ cấp giáo dục, tất cả lãnh đủ hết. Cái đó là một cái vấn nạn họ cần phải giải quyết. Cái thứ hai nữa, khi mà nói giảm thuế có nghĩa rằng họ giảm những cái như là corporate tax, những cái thuế nợ công ty, những cái thuế capital gain, những cái thuế mà người đầu tư vào được hưởng như thế nào, thì phía bên kia sẽ nói là ô, cái thuế chỉ có người giàu mới có thôi, nhà nghèo chúng tôi không có những cái tiền mua nhà bán nhà, nhà nghèo chúng tôi không có những cái tiền như là stock, những cái tiền như công ty như vậy. Thành ra đó là lấy thuế của người nghèo mà bắt cho thuế của người giàu, bắt cho người nghèo trả. Cái đó nó cũng sẽ giải quyết được vấn đề, không giải quyết như nào đâu. Cái thuế này họ nói rằng để tăng công ăn việc làm, để mà giảm gánh nặng của các công ty đó, nó đưa cái gánh nặng này xuống cho những người nghèo. Cho nên chuyện cuối cùng tôi không nghĩ là thành viên đảng Dân Chủ sẽ bất cứ ai có thể hỗ trợ cho những chuyện như này. Và rất có thể nhiều người của đảng bên phía Cộng Hòa họ thấy quá khắt khe đi, họ không dám hỗ trợ vì cái cuộc tranh cử của họ sắp tới. Cho nên rất có thể họ sẽ không thông qua được, cũng vì là những cái quan điểm của họ quá khắt khe giữa hai cái chiều hướng Dân Chủ Cộng Hòa trong cái đề nghị giảm thuế như kỳ này. Nhưng mà nếu, thưa luật sư Lực Lân, nếu như mà cái tax reform này nó không pass được ở hai cái cơ quan dân cử, thì tương lai Đảng Cộng Hòa có nắm được Thượng viện và Hạ viện trong kỳ bầu cử tới hay không? Cả nhóm Dân Chủ Cộng Hòa sẽ bị tê liệt hết. Họ coi như là bị tê liệt hoàn toàn. Nếu mà cái tax reform, cái budget này họ không thông qua được là Cộng Hòa sẽ bị khủng hoảng. Và vâng, rất có thể là họ sẽ mất cả chi lẫn chài trong cái cuộc tranh bầu cử sắp tới. Thế anh Donald Trump, dưới cái tầm nhìn của anh nghĩ rằng tax reform này nó có thể thông qua được không? Nhưng mà trước khi anh trả lời thì tôi cũng đưa ra một cái sự kiện cho anh biết rằng hiện nay có 3 thượng nghị sĩ, gồm có ông Jeff Flake của tiểu bang Arizona, John McCain của Arizona và ông Bob Corker, là 3 thành viên có thể nói họ hình như không mấy đồng tình với cái tax reform này, thưa anh Donald. Dạ vâng, thì như luật sư Lân nói thì tất cả cái tax reform bây giờ đa số là do vấn đề chính trị. Vâng. Tại ông Donald Trump ông chỉ lo về corporate tax thôi, còn vấn đề mà lấy tiền chỗ nào thì do là các anh quyết định lấy. Thì bởi vậy lý do đó mà bây giờ đó là Hạ viện người ta đồng ý là người ta wipe out cái estate tax. Nhưng mà đầu tiên là định wipe out cái đó, nhưng mà bây giờ quyết định là không, tức là vẫn tiếp tục nhưng mà 6 năm sau mới phase out. Tức là khi mà anh để lại tài sản cho con thì anh không bị phạt, đại khái như vậy. Hoặc là những cái chuyện như là 401k thì Hạ viện muốn wipe out, tức là anh không có được trừ thuế nữa, thì ông Donald Trump ông against cái đó, thì bây giờ nó vẫn để lại untouched. Nhưng mà ngược lại thì phải có một cái gì mà để cho nó có người dân happy, để cho cái người mà Thượng viện ở đó người ta bầu hay là dân biểu bầu nó không bị affect ra tất cả còn lại là chính trị. Thì tôi nghĩ rằng là người ta nói như vậy là vấn đề chính trị thôi, nhưng mà cuối cùng là Hạ viện Đảng Cộng Hòa phải pass cái này. Chứ nếu mà không pass được cái này á, là những người này cái job on the line, tức là anh sẽ bị dân không bầu nữa và anh tự nhiên bị thất nghiệp.
Thành ra theo tôi nghĩ là có thể là pass. Rất tiếc là thì giờ chúng ta không còn nhiều nữa. Một lần nữa cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân và anh Donald Trump đã giúp đỡ cho chúng tôi trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đó là mỗi tuần một vấn đề. Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.